Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Thỏ Hay Lên. Các em có thấy trên màn hình không? Một cái nhà bếp của bạn búp bê Chibi đúng không? Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em làm nhà bếp cho bạn búp bê Chibi của mình nha. Bây giờ mình cùng chơi một chút nè. Ở đây chị có một cái tủ lạnh. Mình hãy mở ngăn đá lên nào. Trong này thì chị bỏ rất là nhiều kem này các em. Và ngăn dưới thì chị bỏ là đồ ăn, sữa, nước trái cây, trái cây và rau củ nè. Chúng mình cùng mở ngăn này ra xem nào. Ở đây thì có đĩa và tách nè. Ngăn tiếp theo cái tủ chị để là chén và một ít hộp mứt nha các em. Tiếp theo đây là một cái lò nướng. Thử mở bên trong lò nướng lên nào. Wow, một con gà thì là bự. Bên đây có chảo, có thớt và dao. Còn bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm nhà bếp nha các em. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, chị sẽ lấy bút chì và vẽ ra, chia ra cái nền và cái bức tường nha các em. Sau đó chị sẽ vẽ một số các cái vật dụng mà nó cố định ở trên cái bức tranh của mình. Chúng mình cùng theo dõi nha. Vậy là cuối cùng, bức tranh của mình cũng đã hoàn thành rồi nè các em. Các em thấy trên màn hình không? Chị đã vẽ sẵn các cái vật dụng như là tủ lạnh nè, cửa tủ và các cái đồ ăn đó. Bây giờ chúng mình cùng lấy bút lông và đồ lại cho đậm nha mọi người. Sau đó thì chúng mình cũng cùng tô màu hết tất cả mọi thứ luôn nha.
Sau khi tô xong cái cánh tủ này thì chị mới phát hiện ra nếu như mà cái viền của tủ lạnh mà mình cũng tô màu hồng thì nó sẽ không được nổi lên đúng không các em? Nên chị đã đổi lại, đó là cái viền tủ lạnh chị sẽ tô là màu xanh nha. Vậy là mình cũng đã tô gần xong cái bức tranh của mình rồi nè các em. Sau khi tô xong thì chúng mình cùng lấy kéo và cắt tất cả các chi tiết này ra nha. Khi sử dụng kéo thì các em nhớ cẩn thận, không là sẽ bị đứt tay đó. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dính băng keo và bắt đầu dán lại vào cái bức vẽ ban đầu của mình nha các em. Đầu tiên, chị sẽ dán cái tủ lạnh của mình vô cái bức tranh trước nha. Mình sẽ lột băng keo hai mặt ra và dính nó vào. Sau đó thì mình sẽ dính cửa lên nha các em. À, đối với cánh cửa thì chị đã sử dụng băng keo trong để dính ở một mép của cái cánh á. Như vậy thì nó sẽ giúp cho mình mở ra mở vô được dễ dàng hơn đó các em. Đó. Dán nữa nè. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng dán đồ ăn vô nha. Ở ngăn dưới chị sẽ cho thêm hai cái miếng này giống như là hai cái khay để được ở chỗ cánh cửa nha. Trên chị sẽ bỏ kem, những ly kem hết sức là thơm ngon nè. Ở dưới chị sẽ bỏ là pizza, sữa, nước trái cây. Nước trái cây bỏ vô trước. Ở trên thì bỏ pizza, hamburger và gà. Ở dưới thì bỏ rau củ nha mọi người. Còn ở phía ngăn khay trên thì mình sẽ bỏ táo và chuối nha. Rồi đóng lại. Bây giờ mình sẽ tô màu cái phần khung để khi mình dính băng keo lên á thì nhiều khi mình tô màu nó không có ăn đó mọi người. Sau khi tô xong thì chị sẽ dán nhá. Chị sẽ dán hai cái tủ vô này. Các em sử dụng băng keo trong nhá để mở ra mở vô cho dễ đó.
Rồi. Sau đó mình sẽ bỏ đĩa và tách vô nào. Hai cái đĩa. Thêm hai cái tách ở dưới. Bên ngang bên này chị sẽ bỏ đó là chén và jam nha các em. Tiếp theo đó là phần máy lò nướng của mình. Chị sẽ bỏ một con gà trong và đóng cửa lại. Cuối cùng là phần bên này. Trên mình sẽ bỏ một cái chảo. Ở dưới mình sẽ bỏ dao và thớt nha. Rồi. Sau khi mà mình bỏ đồ của mình xong thì mình lại bắt đầu tô màu cho cái nền để hoàn thiện bức tranh nha mọi người. Vậy là cuối cùng nhà bếp của mình cũng đã hoàn thành rồi này các em. Các em thấy nó như thế nào? Nếu thích video này thì hãy tặng cho chị một like và đừng quên subscribe kênh YouTube channel của chị nha. Nếu các em muốn chị làm một cái gì đó liên quan đến búp bê Chibi giấy nữa thì hãy comment cho chị biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo. Bye bye!